Chào mừng các bạn đến với phần 11 của Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới cùng Miss Review. Tập này sử dụng nhiều từ ngữ mạnh, có thể gây khó chịu cho một số người xem. Bạn cân nhắc nhé. Hôm nay là ngày đầu Lâm Dật đi làm với tư cách phó hiệu trưởng danh dự. Điện thoại văn phòng reo vang, Tô Cách nghe máy. Là một học sinh thông báo có người muốn nhảy lầu. Tô Cách hốt hoảng hỏi đó là nơi nào, lập tức đến. Lưu Dương gọi điện, nói Tôn Hiểu Vũ vì chuyện ở chỗ làm mà muốn nhảy lầu. Tô Cách nhanh chóng gọi Lâm Dật và thầy Lý đi cùng. Xe vừa lăn bánh, Tô Cách liền nói sơ qua tình hình. Nữ sinh muốn nhảy lầu là Tôn Hiểu Vũ, tốt nghiệp ưu tú của khoa. Sau khi thực tập xong thì ra ngoài thuê nhà, cũng không rõ là chuyện gì nữa. Cô vừa mới nói là vì chuyện việc làm, vậy em ấy thực tập ở đâu? Trung Hán Tư Bản, chủ nhiệm Lâm chắc có nghe qua công ty đầu tư nổi tiếng này. Đó chẳng phải là công ty của Tần Hán sao? Hiện trường nhảy lầu đã có cảnh sát và nệm khí dựng sẵn. Cả ba dừng xe, vội ngước nhìn thì thấy cô nữ sinh đứng trên nóc tòa nhà. Tô Cách chui qua dây vào bên trong, nhanh chóng nói mình là giáo viên của cô bé đó, hãy để tôi khuyên bảo. Lưu Dương đứng phía sau Tôn Hiểu Vũ, thấy thầy cô đến thì mừng rỡ. Xảy ra chuyện gì rồi? Không phải em tìm được công việc tốt sao? Sao bây giờ lại coi thường mạng sống thế? Tiểu Vũ, có gì em bình tĩnh nói với cô sẽ làm chủ cho em. Hiểu Vũ nước mắt chảy dài, quay lại nhìn Tô Cách. Cô Tô, em bị người ta cưỡng bức, bạn trai không tin tưởng, em không thiết sống nữa, bị cưỡng bức. Lâm Dật bước lên, muốn cô bé kể rõ ai là người làm ra chuyện tay đình này. Tôn Hiểu Vũ nhớ lại lúc đó, bèn trở nên kích động. Phó tổng tài công ty của em, hôm nay là ông ta hại em. Tô Cách vừa khuyên can, vừa tiến lại gần, muốn kéo cô bé xuống khỏi nơi nguy hiểm. Đừng nói nữa, cô còn bước tới là em nhảy xuống ngay. Thầy Lý và Tô Cách hốt hoảng. Vậy thì em nhảy đi. Lâm Dật lên tiếng. Đừng làm mất thời gian của mọi người nữa, cảnh sát cũng cần phải tan ca. Em chết rồi thì vô ích, chết không giải quyết được gì. Hành vi của phó tổng tài đối với em sẽ không được đưa ra pháp luật đâu. Đúng thế, em yên tâm, mọi người sẽ đòi lại công bằng cho em. Tôn Hiểu Vũ không tin tưởng. Hắn ta là phó tổng tài của Trung Hán Tư Bản, chúng ta không đấu lại đâu. Lâm Dật tiến lại từng bước, cam đoan sẽ đưa ông ta vào tù. Nếu đã như vậy, còn muốn chết thì nhảy mau đi, đừng lãng phí thời gian. Tôn Hiểu Vũ nhất thời kích động, bước chân đứng không vững. Lâm Dật bèn nhún người, nhảy lên ôm lấy cô bé, hai người ngã vào trong. Tô Cách và Lưu Dương lập tức chạy lại an ủi Tôn Hiểu Vũ. Lâm Dật nói chuyện với cảnh sát, nhờ họ sắp xếp hồ sơ việc nữ sinh này bị cưỡng bức. Cô Tô, hành vi của ông ta là cưỡng bức chưa thành công. Trung Hán Tư Bản lại có pháp vụ lợi hại, có khi nào chúng ta bị buộc tội ngược lại không? Lâm Dật rời đi. Anh phải đến Trung Hán Tư Bản. Anh đi làm gì? Anh có thể làm gì hơn cảnh sát sao? Tôn Hiểu Vũ là học sinh trường đại học sư phạm. Tôi phải đòi lại công lý cho em ấy. Tôi sẽ tìm ra bằng chứng cho bằng được. Tô Cách dặn dò thầy Lý ở lại trong trường học sinh, mình đuổi theo Lâm Dật. Tô Cách đuổi kịp Lâm Dật đúng lúc anh ngồi vào xe. Cô khuyên anh bình tĩnh, đối phương là người có thân phận gì mà manh động được chứ? Lâm Dật không nhiều lời, chỉ muốn cô nhanh rời khỏi xe. Tô Cách nhanh tay bấm khóa an toàn, nhất quyết đòi đi cùng anh. Chịu thua luôn, cùng đi vậy. Cả hai đi vào sảnh yêu cầu gặp Bàn Long. Lễ Tân từ chối do không có hẹn trước. Lâm Dật bèn lôi điện thoại gọi thẳng cho Tần Hán. Bàn Long ở phòng nào? Tôi tìm ông ta có việc. Thôi Bàn Long làm việc ở tầng 18. Anh tìm ông ta làm gì? Có việc gì cứ nói tôi giúp anh xử lý. Cũng không có gì, đến tặng ông ta còng số 8 thôi. Nói xong thì cúp máy, nhanh chóng vào thang máy tìm đến phòng của Bàn Long. Thôi Bàn Long đang làm việc với đối tác trong văn phòng của mình. Hôm nay tôi có chuyện bực bội trong người, sẽ dẫn cậu đi mở mang kiến thức. Lâm Dật dùng chân đá phăng cửa phòng. Kinh nhỉ, chơi ở đây chưa đủ còn muốn ra ngoài chơi sao? Mấy người là ai? Dám xông vào phòng làm việc của tôi, không sợ đi tù sao? Quấy rối học sinh trường chúng tôi, còn thích nói đạo lý. Thôi Bàn Long lập tức nhận ra đây là giáo viên của Tôn Hiểu Vũ. Tôi còn đang định đi tìm mấy người đây. Bàn Long chỉ tay vào mặt Lâm Dật. Tôn Hiểu Vũ chủ động quyến rũ tôi không muốn, nhưng cô ta không làm cho bằng được đấy. Tô Cách nhào đến muốn dạy cho lão một trận, thật là không biết xấu hổ. Gã ta nắm tay cô đẩy ngược lại. Mấy người không có tư cách nói chuyện với tôi. Chuyện này đã được ra cho bộ phận pháp lý xử lý. Các người cút mau, đừng làm ảnh hưởng đến việc của tôi. Lâm Dật lập tức xắn tay áo, nắm chặt tay nghe khớp xương kêu răng rắc. Cậu định làm gì tôi? Dám động vào tôi sẽ cho cậu biết tay tao đây này. Muốn biết nó ra sao không? Lâm Dật co chân, đá gã ta văng ra xa. Mày dám đánh tao? Lưu Trung Minh, nhanh đi kêu bảo vệ vào đây cho tôi. Đối tác của Bàn Thiên Long lập tức chạy nhanh ra ngoài kêu cứu. Bàn Thiên Long nắm chặt hai tay. Mày xong rồi con trai, hôm nay không đập chết được mày thì tao không mang họ Bàn nữa. Nói nhiều nè. Lâm Dật suốt đến đâu, răng Bàn Thiên Long bay đến đó. Tô Cách ngạc nhiên, nhìn anh thư sinh, không ngờ lực phát ra lại lớn như vậy. Người của tòa nhà lập tức bao vây chỗ này. Tôi là Nhạc Tính Tùng, trưởng phòng pháp vụ của Trung Hán Tư Bản. chúng tôi sẽ khởi tố anh về tội cố ý gây thương tích. Cả họ hàng ham hốc chúng mày, nói thêm tiếng nào nữa, tao đấm cho ăn cháo cả tháng. Trung Hán Tư Bản là sản nghiệp của Tần Thiếu, dù công khai hay bí mật, cậu cũng không phải là đối thủ. Cẩn thận, kẻo ếch chết tại miệng. Lâm Dật chụp lấy thùng rác gần đó, ném thẳng về phía nhà chính tình. Tần Hán cho dù có ở đây cũng không dám lớn tiếng với tôi. Ông là cái thá gì? Bên ngoài xôn xao tiếng người. Tần Thiếu đến rồi. Bàn Kim Long cười khủng khục. Mày xong rồi con trai, tao cho mày biết. Cha của Tần Hán là cậu họ tao, mày nghĩ nó có giúp tao không? Vậy tôi cũng cho ông biết, dù có là cha ruột cậu ta đến đây, tôi vẫn đánh như thường. Tần Thiếu mặt lạnh ngắt khi thấy hiện trường. Bàn Kim Long đứng lên mét một. Người này đến công ty gây sự, còn đánh luôn cả tôi, không thể tha cho hắn. Tần Thiếu trái lại đấm cho hắn một cú. Mặt mũi của lão tử bị ông làm cho mất sắc rồi. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, lão Lâm, anh bớt nóng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi nhất định sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng. Tên mập này quấy rối học sinh trường tôi đến mức em ấy muốn nhảy lầu. Tôi đánh vậy còn ít đấy, hơn nữa còn nói học sinh của tôi dụ dỗ ông ta. Cấp dưới của cậu vậy đó, có chuyện đó không? Tần Thiếu cúi xuống khỏi Bàn Thiên Long, nhưng hắn ta răng môi ra lập cập, không nói được câu nào. Đến tôi còn không dám làm chuyện đó. Tôi chiều ông quá nên ông hư rồi đúng không? Tần Thiếu, tôi với cậu là họ hàng, sao cậu làm thế này với tôi được? Tần Hán một mặt đấm túi bụi gã, một mặt quay ra xin Lâm Dật để cậu ta xử lý việc này rồi sẽ trả lời anh thỏa đáng. Vậy tôi đi trước, nãy ông ta còn muốn cho tôi ngồi tù. Cậu liệu tình hình đi. Tần Hán vẫy tay chào tạm biệt anh. Anh nói xử lý như thế nào thì làm như thế đó. Lâm Dật chộp lấy tay Tô Cách, kéo cô nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cậu quen biết rộng nhỉ, đến Tần Hán cũng biết, chẳng trách dám một mình đến đây đấm đá người ta. Học sinh của tôi bị ức hiếp, làm giáo viên chẳng lẽ chỉ đứng nhìn? Nhưng qua chuyện này cũng lộ ra vấn đề, nền giáo dục đã quá bao bọc học sinh rồi, khiến các em không thể thích nghi với nhịp sống bon chen sau khi rời khỏi trường. Tô Cách cũng đồng ý với anh, chuyện này nên nói với hiệu trưởng để tìm biện pháp. Lăng Vi đột nhiên nhảy ra ôm cổ Lâm Dật. Chúc mừng chủ nhân tình cờ cứu được nữ sinh viên, đưa ra cải cách giáo dục thưởng 1 tỷ. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng được thưởng sao? Đã vậy còn được nhận tiền ngay luôn. Tô Cách thấy anh đơ ra thì gọi mấy lần, nghĩ anh mệt nên cho phép hôm nay không cần lên trường nữa, còn rủ anh ngày mai cùng đi gặp bạn trai Hiểu Vũ. Cả một ngày chạy đôn chạy đáo, Lâm Dật cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đang ngủ trưa thì có cuộc gọi từ công ty Đình Huy, họ muốn đưa bản kế hoạch bất động sản cao ốc Song Tử cho anh xem. Lát anh còn có việc, bèn hẹn họ chiều mai gặp tại quán cà phê khách sạn Bán Đảo. Ở biệt thự Tần gia, cha Tần Hán, Tần Chính Thanh gọi anh về nhà. Nghe nói hôm nay con đuổi việc Bàn Thôi Long, con định cho nó vào tù sao? Nghe Tần Hán nói do gã đắc tội với bạn, ông có chút tò mò, là ai có thể khiến cho con trai ông nể nang đến thế? Lâm Dật là anh em tốt của con. Tần Chính Thanh nghĩ họ Lâm đó là người của Lâm gia, chủ tập đoàn Bác Nạp, nhưng Lâm Dật hiện tại thần phận còn lớn hơn thế nữa. Anh đã mua trường đua xe Trung Hải và toàn bộ Cửu Châu Các, lai lịch lớn như vậy thì cũng hợp lý thôi. Con cũng đừng suốt ngày ở ngoài lêu lồng nữa, làm ăn nghiêm túc đi. Tần thiếu gia nhìn bề ngoài như trap boy, nhưng chuyện làm ăn cũng có đầu óc lắm. Giá cổ phiếu Trung Hải Tư Bản sắp vượt mốc 1 tỷ rồi. Cha nói nghiêm túc ở đây là chuyện bạn gái của con. Cha đã giúp con tìm hiểu vài đối tượng tốt rồi. Cha đừng có làm mấy chuyện liên hôn gia tộc, con không thích đâu. Tần Chính Thanh cười cười, đưa ảnh một cô gái ra cho Tần Thiếu xem. Nhìn vẻ mặt thằng con ông biết cá cắn câu rồi. Đừng xem thường đứa nhỏ này, người ta còn trẻ đã là nữ tổng tài, điều hành cả tập đoàn Triều Dương. Tần Thiếu nhìn ảnh mãi, đột nhiên có cảm giác cô gái này quen quen, bèn đưa ông Thanh xem bức ảnh Lâm Dật chụp cùng Khuynh Nhan gửi anh trước đó. Ông già có chút thất vọng, mãi mới tìm được người đẹp vừa mắt thằng con, chưa kịp mai mối đã bị người khác hốt mất rồi. Tần Hán thấy xong việc với cha, bèn xin phép lên ba múa quạt. Hôm sau Lâm Dật đến phòng hành chính thành phố, đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu thì Phùng Hân tiến tới tươi cười chào hỏi. Anh nói mình muốn thành lập công ty, cô đưa mẫu cho anh điền, còn bảo có thể thêm WeChat, nếu không hiểu thì cứ nhắn hỏi cô. Lâm Dật lịch sự từ chối, WeChat anh sẽ không dùng, nhưng nếu cần sẽ đến tận nơi hỏi. Thấy Phùng Hân nói chuyện vui vẻ với anh, có người không thích. Lâm Dật điền tên công ty mới là tập đoàn Lăng Vân, anh cầm giấy đến quầy thủ tục, liền bị ông già tóc lưa thưa ở đó trả về ngay. Cậu ghi vốn điều lệ là 500 triệu mà được sao? Ông ta đập mạnh tờ giấy xuống bàn, rõ ràng là cố ý lớn tiếng. Đồng nghiệp thì thầm vào tai Phùng Hân, xem ra ông ta muốn gây khó dễ. Lâm Dật nghĩ thầm, lúc nãy mà viết 1 tỷ, có khi họ còn gọi nhà thương điên đến bế mình đi. Không điền sai đâu. Ông già đó không thèm xen, nhìn mặt anh trẻ mang nên coi thường. Người trẻ muốn có chừng ấy tiền, chỉ có nước đi vay. Phùng Hân trướng mắt không chịu nổi, muốn dẫn anh đi điền lại tờ mới, tránh bị ông già này móc mỉa mãi, nhưng Lâm Dật từ chối. Anh đưa ra các giấy tờ chứng minh tài sản, trong tài khoản ngân hàng đúng là có sẵn 500 triệu tiền mặt, người xung quanh đều cảm thán. Giàu như vậy mà tự thân đi làm giấy tờ, chẳng lẽ không có thư ký? Phùng Hân nhìn soái ca ngất ngây trong lòng, người đâu vừa đẹp vừa giàu nữa chứ. Lão nhân viên nhìn dòng địa chỉ công ty bèn bắt bẻ anh. Số 100 đại lộ Thế Kỷ, không sai đâu. Sao cậu hay ra dẻ quá? Chỗ đó là cao ốc Song Tử, cậu phải ghi số tầng cụ thể vào. Lâm Dật liền chia hợp đồng mua cả tòa cao ốc với trị giá 18 tỷ. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Lão nhân viên rén ngay. Lâm Dật rất nhanh nhận được giấy đăng ký kinh doanh tập đoàn Lăng Vân. Lâm Dật đã gom hết sản nghiệp của mình vào một công ty đó rồi. Các bạn có đoán được anh ấy sẽ làm gì tiếp theo ở phần 12? Mỗi tuần ta có một nghề nghiệp mới. Nhớ theo dõi kênh Miss Review. Lâm Tổng nằm trong tay tập đoàn Lăng Vân với sản nghiệp tính bằng tiền tỷ. Hôm qua còn phải đi đăng ký doanh nghiệp, hôm nay đã chạy đi gặp bạn trai học sinh mình để khuyên giải. Xem đến phần 12 các bạn có cảm nhận như thế nào về nam chính Lâm Dật? Hãy bình luận bên dưới để xem có giống như mọi người nghĩ không nhé. Tô Cách gọi điện báo với anh đã hẹn được bạn trai Tôn Hiểu Vũ ở gần trường đại học. Lâm Dật bèn lái xe đến đó. Vì điều kiện gia đình của bạn trai Tôn Hiểu Vũ rất tốt, Tô Cách cũng đặt bàn ở một nhà hàng khá ổn. Còn hơn một tháng nữa là cậu ta tốt nghiệp, nhưng không nể mặt thầy cô giáo, hẹn gặp mấy lần mới đồng ý. Dương Phong cuối cùng cũng xuất hiện, ngồi phịch xuống ghế, cậu ta xoay chìa khóa về bất cần. Chủ nhiệm Tô, chiều em còn có việc bận, nếu lần sau muốn hẹn gặp em, đừng hẹn ở nơi thấp kém như thế này. Tô Cách nén giận trước thái độ của cậu ta, nói mục đích hẹn hôm nay là vì Hiểu Vũ, cô ta như thế nào chả liên quan gì đến em đã chia tay đứa con gái không sạch sẽ đó rồi. Thầy cô cũng không muốn can dự vào chuyện tình cảm của các em, chỉ hy vọng em có thể đi an ủi Tôn Hiểu Vũ một chút, tránh làm ảnh hưởng tâm lý. Dương Phong chẳng chút lễ độ, gay gắt nói chia tay rồi, không muốn liên quan gì đến bạn gái cũ nữa. Tô Cách điên tiết, đứng phát dậy, hung dữ làm gì chứ? Làm giáo viên thì ghê gớm lắm sao? Lão tử không ở đây hầu các ngươi nữa. Tô chủ nhiệm tức muốn bốc hơi hết cả tóc, thật muốn tát cho thằng danh con này một cái. Lâm Dật khuyên giải một hồi, nhân tiện xin nghỉ làm chiều nay luôn. Anh có hẹn với công ty bất động sản Đình Huy ở khách sạn Bán Đảo. Chiếc xe dừng bên ngoài khách sạn Bán Đảo. Dương Thiên Ba đang dặn dò thằng nghịch tử của mình một chút trước khi vào trong. Công ty Đình Huy sau này giao lại cho cậu ta tiếp quản, nên ông muốn nhân tiện dẫn con mình đến gặp Lâm Tổng cho biết. Dương Thiên Ba gọi điện báo mình đã đến khách sạn Bán Đảo. Lâm Dật cũng xuống xe đi lại gần. Vừa thấy anh, Dương Phong đã chỉ mặt chửi. Sao thấy dai như con đỉa vậy? Thầy có bám tới tận đây, tôi cũng đếch quan tâm con đàn bà đó nữa đâu. Ông Dương hốt hoảng hỏi thằng con trai mình, đây là bị bệnh gì? Người này là Lâm Dật, giáo viên của trường con. Lúc sáng bị con chửi còn chưa chừa, còn mò theo tận đến đây. Dương Thiên Ba, ông có thằng con trai đứng thứ hai, không ai dám đứng số 1 đấy. Còn không mau làm gì thì cả dự án Song Tử còn mỗi cái nịt. Ông nhanh chóng đấm thằng nghịch tử Dương Phong. Xã hội không dạy được mày thì để cha mày dạy vậy. Lâm tiên sinh đây, mua lại cao ốc Song Tử là người hôm nay tao dẫn mày đi gặp mà chửi cái gì? Tao nhét lại mày vô bụng mẹ mày đó. Không thể nào, con gặp anh ta ở trường học rồi, rõ ràng là phó chủ nhiệm thôi. Tôi đi làm ở trường học chỉ là để trải nghiệm cuộc sống thôi. Vương Thiên Long nghe ồn ào thì chạy ra xem, thấy ông già đánh thằng con bôm bốp. Lâm Dật xua tay, không cần đuổi đâu. Dương Thiên Ba đang đấm thằng con hăng hái, thấy vậy ngẩng lên có chút nghi hoặc. Không chỉ có tòa cao ốc Song Tử, khách sạn Bán Đảo cũng là của tôi. Cuối cùng Lâm Dật vẫn ngồi xuống nói chuyện với Dương Thiên Ba. Thằng nhói này không phải ăn nói mất dạy gì, mà làm chuyện không nên làm thôi. Chuyện gì mà để Lâm Tổng nói tại đây? Thầy Lâm, em biết sai rồi, em sẽ quay lại với cô ấy, cưới luôn cũng được. Thôi, dính vào cậu mất công người ta phải gọi Tôn Hiểu Vũ là bông hoa lài mất. Dương Thiên Ba vội vàng đứng dậy thay thằng con trai trời đánh, xin lỗi Lâm Dật, hy vọng vẫn có thể gỡ gạc vụ dự án bất động sản. Nói xong quay ra và bôm bốp vô mặt thằng con. Lâm Dật không muốn gộp hai chuyện này thành một, bèn cho Dương Phong về. Công ty Đình Huy vốn có tiếng tăm, nhưng người thừa kế mà thế này thì sẽ thành phá gia chi tử. Dương Thiên Ba lần này phải làm dự án này thật tốt để chứng tỏ khả năng với Lâm Tổng mới được. Ở trường đại học, thầy Lý hỏi Tô Cách chuyện với Dương Phong. Nhắc đến thằng oắt con đó, Tô Cách nộ khí sung thiên. Có mấy đồng tiền đã hành xử như con ông trời vậy. Chủ nhiệm Lâm thì sao? Cậu ấy đi cùng cô mà. Tính tình của Lâm Dật ai cũng biết, bình tĩnh đến chết, chẳng hấp tấp như chúng ta. Cô Tô đang khen hay là đang mắng người ta vậy? Tôi thấy hai người cũng xứng đôi đó. Tô Cách suy nghĩ, xứng thiệt không ta? Lễ tân trường học gọi cô, báo Dương Phong đến tận trường tìm Tô chủ nhiệm. Lý Hưng Bằng nghe cả ông trời đến đây, lại sợ gây chuyện ầm ĩ. Tô Cách không rõ lý do cũng đành đi gặp xem sao. Dương Phong ngồi ủ rũ trên ghế, thấy Tô Cách đến liền gặp người xin lỗi cô. Cậu ta lập tức nhận lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn. Trái đất quay ngược chiều hay gì? Sau khi được thầy Lâm dạy dỗ, em đã nhận ra sai lầm của mình, nhờ cô chiều nay đưa em đi gặp Tiểu Vũ ạ. Tô Cách đồng ý suy nghĩ. Chẳng thấy anh nói gì, nhưng lại âm thầm giải quyết chuyện này một cách êm thấm. Lâm Dật lái xe đến chung cư của chị Oánh mà không báo trước, đúng lúc chị ta đang nấu ăn. Lâm Dật đến đưa chị đi mua xe như hôm trước đã hứa. Vương Oánh nhân tiện mời anh ở lại ăn cơm luôn. Em sẽ không thất vọng với tay nghề của chị đâu. Chị Oánh đặt tô canh sâm lên bàn, bảo đàn ông phải ăn tốt một chút mới bồi bổ được. Không biết các bạn có nghĩ điều như mình nghĩ không? Phải chăng chị Oánh biết Lâm Dật chuẩn bị mất sức nên bồi bổ từ đâu? Chị Oánh đút cho Lâm Dật ăn. Quả là người từng có chồng, rất biết cưng chiều người khác. Chị Oánh, chị có yêu cầu gì với xe của mình không? Một chiếc xe đẹp màu trắng, Maserati nha. Chị dự trù chỉ có 20 vạn thôi. Với cả chiếc đó trùng với xe Kỳ Tổng đi, vẫn là nên mua Audi vậy. Chị không cần trả tiền, là em thực hiện lời hứa đổi xe cho chị thôi. Vậy đi xem xe nhé. Hai người ăn xong cùng đến showroom. Nhân viên hỏi rõ nhu cầu và sở thích người mua, muốn giới thiệu kỹ càng. Chị Oánh nói mình muốn mua một chiếc khoảng 20 vạn cho nữ, không yêu cầu nhiều. Nhân viên cửa hàng suy nghĩ, chừng đó tiền mua được mỗi xe rách, chẳng muốn tư vấn chút nào. Vội quay người, anh ta gọi cô nhân viên khác tên Lý Tĩnh ra tiếp đón thay mình. Lý Tĩnh niềm nở với khách bao nhiêu cũng không chê được thái độ của họ Vu đó. Ông thấy ngân sách của chúng tôi thấp nên không muốn giới thiệu phải không? Anh ta nghe vậy còn quay lại. Đã biết rồi mà còn cứ phải nói ra sao? Vừa dứt lời, quản lý Lưu vào cửa hàng hỏi chủ nhân của chiếc xe thể thao đỗ ngoài cửa là ai. Họ Vu liền hống hớt xem chiếc đó, nhìn là biết giá phải 3.000 vạn. Tôi định lái xe vào bãi đỗ nhưng bị chiếc đó chặn đường, muốn nhờ họ di chuyển một chút. Lâm Dật lên tiếng nhận xe của mình. Nhân viên Vu lúc này mới nhận ra mình vừa bỏ qua một con gà để trứng vàng. Lâm Dật đưa chị Oánh ra ngoài, dù sao ở đây cũng không chào đón, tốt nhất là qua cửa hàng đối diện xem sao. Quản lý Lưu nhanh chóng cầu hòa, hy vọng mình được tự thân tư vấn. Tên họ Vu đó cũng bối rối muốn giữ người. Không, tôi có tiền mà. Tôi đâu có sợ không có chỗ dùng chứ. Cả hai bước nhanh ra khỏi cửa hàng đó. Vương Oánh bối rối. Lâm Dật, là tại chị làm em mất mặt. Chị nói gì vậy chứ? Lúc em mới được nhận vào làm, không phải nhờ chị cầm tay chỉ việc suốt 1 tháng thì đến nghiệp vụ em cũng chẳng biết làm. Ở đây chỉ có hai chúng ta, chị đừng khách sáo. Chiếc này chị thấy sao? Lâm Dật chỉ vào chiếc BMW trị giá gần 1.200.000. Vương Oánh lo lắng. Chiếc này vượt quá khả năng rồi, người ta sẽ bàn tán mất. Nhưng mà chị có thích không? Thích, chị thích lắm. Thích là được, chị cứ mạnh dạn lái. Lâm đại gia giơ chiếc thẻ vàng ra, mua đứt con xe này. Từ khi lấy bằng lái xe đến giờ chắc chị chưa lái xe lại đúng không? Tranh thủ em dẫn chị đi luyện lái xe chút. Vương Oánh nhào tới ôm lấy anh. Em vừa tốt lại còn chu đáo. Cảm ơn em đã tặng chị chiếc xe nhé. Lâm Dật cũng vòng tay ôm chị Oánh. Chỉ là một chiếc xe thôi mà. Lâm Dật hôm nay có hẹn cùng Quan Nhã ăn cơm. Vừa đến nơi đã thấy cô chạy ra đón. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện tiến độ dự án của bến cảng Vọng Gian. Cô cho biết với tiến độ thi công hiện giờ, sớm nhất cũng 2 tháng mới xong giai đoạn đầu tiên. Quá chậm. Ngày mai tôi chuyển thêm 400 triệu vào dự án. Quan Nhã cười vui như hoa nở. Khí chất này thơm mùi tiền quá. Đúng rồi, tôi mới thành lập tập đoàn Lăng Vân. Bên phía cô giúp tôi thiết kế logo nhé. Địa chỉ công ty ở cao ốc Song Tử. Ngài đúng là tuổi trẻ tài cao. Cao ốc Song Tử vừa mới khánh thành, nhưng nó là kiến trúc nổi bật của thành phố đấy. Ngoài logo, ngài còn yêu cầu gì không? Thêm dòng chữ cao ốc Lăng Vân. Lâm Tổng, ngài thành lập công ty ở cao ốc Song Tử, nhưng thay đổi cả tên tòa nhà thì không hợp lẽ lắm. Tôi đã mua lại toàn bộ cao ốc Song Tử. Nó là của tôi nên tôi có thể đổi. Thấy Quan Nhã ngạc nhiên như vậy, Lâm Dật lên tiếng nhắc nhở. Chẳng trách cô được, mua cả hai tòa nhà mà Lâm Tổng nói nghe đơn giản, như mới mua 2 bó rau muống vậy. Ăn xong, Quan Nhã rủ anh đến nhà cô uống cà phê, nhưng Lâm Dật từ chối. Hai người tạm biệt nhau, cô hứa buổi tối sẽ gửi báo cáo tình hình. Quan Nhã vừa đi thì Lâm Dật phát hiện bên kia là Tô Cách. Cô say mềm đến mức phải có nhân viên dìu ra ngoài. Thấy bộ dạng cô khác lạ như vậy, Lâm Dật không nhịn được hỏi. Chị gái này bị một tên cha nam lừa, bỏ theo trà xanh 37 độ, cho nên mới uống say như thế. Nếu anh quen biết thì đưa về giúp nhé. Cô nhân viên giao Tô Cách cho Lâm Dật rồi nhanh chóng chuồn mất. Anh đành bế cô lên xe, hỏi nhà cô ở đâu để đưa về, nhưng Tô Cách say mềm cứ lẩm bẩm. Bên ngoài thì bóng bẩy vậy, mà bên trong thì chẳng ra gì. Lâm Dật tưởng cô đang chửi mình, nhắc cô mình đâu phải là loại người đó. Cô bèn ôm lấy cổ anh. Không nói anh đẹp trai hơn nhiều. Tô Cách say như hũ chìm, nhưng không chịu về nhà, cứ nằng nặc đòi uống thêm. Lâm Dật đành chờ cô đến khách sạn bán đảo, uống ở chỗ anh dù sao vẫn yên tâm hơn. Vương Thiên Long thấy anh đem về một phụ nữ say mềm, bèn chọc anh đôi câu. Nói bậy, lấy giúp tôi căn phòng tốt nhất, tiện thể đem thêm mấy chai rượu lên. Vương Thiên Long cười hề hề đi sắp xếp. Tô Cách tu rượu ừng ực như nước vậy. Lâm Dật nhìn mãi thấy không hay, bèn căn cô lại. Sao nào? Sợ chị đây uống say sẽ làm gì cậu sao? Tôi đây còn có bất ngờ cho cậu đấy. Trên một số trang dịch truyện đến đoạn này sẽ có cảnh báo 18 cộng các bạn nhé. Bà nào trong sáng hoặc là tâm lý yếu đuối thì cân nhắc đó nha. Nếu bị tổn thương, đừng có trách tự mình đó. Tô Cách đẩy Lâm Dật lại chiếc giường sai lớn giữa phòng, bảo anh lên đó nằm đi. Để làm gì? Đi đi mà, chủ nhiệm Lâm, tôi có hại cậu đâu. Lâm Dật nghe lời, lên giường ngồi chờ. Cô lôi ở đâu ra một cái che mắt. Lâm Dật hốt hoảng, cái này rõ ràng là để dùng riêng ở phòng ngủ. Tô Cách bỗng ngồi sụp xuống khóc lóc. Là tên chó đẻ kia nói tôi không biết gì về lạc thú, bắt tôi xem video học theo. Vậy mà tôi mới mua dụng cụ xong, hắn bỏ tôi theo trà xanh ngược bự. Lâm Dật đang bối rối thì Tô Cách đã ống ba la ra chiếc còng. Hai tay của Lâm Dật bị khóa cứng trên giường. Tưởng mình là gà, hóa ra chỉ là hạt đậu xanh thôi sao? Cô nhanh tay đeo chiếc bịt mắt lên cho Lâm Dật. Anh hết cách chống cự, chỉ cảm thấy Tô Cách đang chạm vào đâu đó trên người mình. Cô thì thầm, rồi anh sẽ biết tôi muốn làm gì. Tô Cách mới khóc lóc mình chẳng biết gì về mấy chuyện người lớn này, giờ lại chủ động làm hết từ A tới đá. Lâm Dật không chống cự được một chút. Hài à, thiệt là mình không biết Lâm Dật đang hưởng thụ hay là bị người khác tận hưởng nữa. Sáng ngày hôm sau, Tô Cách mới tỉnh khỏi giấc nồng. Không hiểu sao đêm qua mình có thể nhún nhảy trên người chủ nhiệm Lâm được chứ. Cô lặng lẽ ôm đồ bỏ đi. Lâm Dật đêm qua mất sức. Tô Cách đi một lúc lâu anh mới tỉnh dậy. Trời, người ta xong bỏ ngang vậy đó. Lăng Vi hiện ra đúng lúc thấy Lâm Dật chỉ quấn mỗi chiếc khăn. Không phải hôm nay cô ăn mặc còn táo bạo hơn bình thường hay sao chứ? Còn giả vờ xấu hổ. Tiến độ nghề nghiệp của chủ nhân được 70%. Nếu muốn có thể mở nghề nghiệp mới. Lăng Vi làm phép biến hình, đổi quần áo chúc mừng Lâm Dật chuyển nghề mới. Tiến độ trải nghiệm nghề nghiệp chuyển phát nhanh 0%. Gói quà nghề nghiệp mới gồm 1 tỷ tiền mặt, xe mô tô Taburinic 12, bản giới hạn, kỹ thuật lái xe cấp đại sư. Nghề này nghe có vẻ rất hay đó nha. Tự do hơn làm giáo viên nhiều. Chiếc mô tô đã đỗ sẵn ở bãi. Lâm Dật tự mình xuống ngắm nhìn. Có đẹp quá không vậy? Đây là chiếc mô tô trị giá 650 vạn à? Đẹp quá đi. Mũ bảo hiểm cũng là phiên bản giới hạn đi kèm này. Lâm Dật hào hứng đội mũ, lập tức lên xe, dồ ga phóng đi. Racing boy ta đến đây. Sau tập này mình mới biết mấy bạn nam dễ bị dụ như vậy đó nha. Nhưng bị dụ xong cảm thấy không có oan ức gì lắm thì phải. Hẹn gặp các bạn ở phần 12 của Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Mới để xem nam chính có còn bị trói vào đâu nữa không nhé.